Thì cũng rất là nhiều anh em nói là gì chắc không còn bán mô tô nữa, nhưng mà anh em khi mà thấy con xe này thì anh em nghĩ đến là cái vụ cướp ngân hàng ở ngoài Bắc đúng không? Đây, nó làm PR cho con xe này nổi hơn nữa. Sẵn là để máy cho anh em nghe luôn. Đây đó. Bây giờ Duy sẽ bật chìa khóa lên coi cái logo cái màn hình nó đẹp như thế nào nha. Đó, cái logo Ducati hiện ra. Trời ơi, nhìn con xe này quá chuyên nghiệp luôn đúng không? Con xe này chỉ có 2.800 cây thôi. Bây giờ Duy sẽ nổ máy cho mọi người nghe cái âm thanh của cái bô này nha. Phê lắm, phê lắm. Con xe này là con xe thanh lý hải quan nha mọi người. Thì anh em mua con xe này sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều so với cái con xe hải quan chính ngạch. Đó, còn rất là mới luôn, mới chỉ có 1.000 mấy trăm cây thôi. Rất là mới luôn nha. Trời ơi, mua xe mới thì mình thì Di cũng có luôn, đó bên đây, nhưng mà mua xe này thì sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Con xe này thì nói về cái độ đẹp trai thì con xe này nó quá tuyệt vời luôn. Công nghệ thì full công nghệ, có quý ship, đao ship, ôi trời ơi, công nghệ quá trời luôn. Hello mọi người, mình là Duy Nino chuyên bán mô tô. Thì hôm nay Duy ra cái clip là cập nhật những cái con xe bên của Duy ha. Thì cũng rất là nhiều anh em nói là Duy chắc không còn bán mô tô nữa, nhưng mà Duy xin đính chính lại với mọi người, Duy vẫn bán mô tô và bán rất là nhiều nữa, bán rất là nhiều luôn á. Rồi ok mọi người, thì Duy sẽ quay những cái con xe bên tiệm cho mọi người xem ha. Vào đây, ông Duy đây. Đây. Đây, xin giới thiệu mọi người, đây là cái con V4S và V4 thường đó, cặp siêu phẩm của bên Duy. À quên nữa, con xe này thì bên Duy còn tới 4 chiếc luôn nha mọi người, 4 con V4, còn hai con bản thường, 3 con bản thường và một con bản S nha. Thì V4 thì mọi người biết rồi, đây là một trong những cái dòng sport bike mà đẹp nhất và đỉnh cao nhất bây giờ đó, được là hãng Ducati, hãng đỉnh cao. Thì về con xe này nó rất là đã luôn mọi người, về cái mã lực, về cái công nghệ, về cái tính năng, về cái mẫu mã, trời ơi tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Con xe này thì nó tới 217 mã lực hay 210 mấy mã lực á, Duy quên rồi, nó tầm khoảng 210 mấy á nha. Đó thì con xe này thì nói về cái độ đẹp trai thì con xe này nó quá tuyệt vời luôn. Công nghệ thì full công nghệ, có quý ship, đao ship, ôi trời ơi, công nghệ quá trời luôn. Đó thì đây thì Duy có cửa hàng, thì đang hiện tại thì đang hai xe kia đang về, thì quay cho mọi người xem. Thì con xe này Duy đã lên được cái bộ cánh và lên nguyên cái dàn áo của V4R đó, cặp phục ô linh. Thì nếu mà anh em nào thích thì sẽ cộng tiền vào nếu mà mua con xe này đó. Và con xe này có lên cái trợ lực ô lình cho anh em luôn, trợ lực ô lình nè, rồi bệ cá nè đó. Và thật sự ấn tượng của con xe V4 thường này đối với Duy á, đó là dàn áo V4R thì nhìn nó sẽ ngầu hơn, và kể cả Duy đã custom lại, đã sơn lại con xe thì cái màu này nó hơi lạ nha mọi người, xám xi măng. Nó rất là lạ luôn đó, nhưng mà và luôn thêm một cái nữa là gì, bình xăng bạc. Nhìn thật sự là Duy khi mà lên được cái con xe này Duy rất là thích nha mọi người, rất là đã luôn đó. Thì anh em nên, nếu mà có điều kiện thì trải nghiệm thử, chọn quá xuất sắc, một bước là mình sẽ thành một con người nổi tiếng idol liền. Đây, cái bên đây là có con V4S nha. Nó V4S thì nó có option sẵn theo xe, phụ ô lình trước sau, mâm Marchesini, trợ lực ô lình điện, mâm quên nữa, con xe này thì đang được đi cặp mâm OZ thì đã độ sẵn, mâm zin vẫn còn,
Bô thì bô SC. Đó. Bô SC nè, SC Gojet S1 nha mọi người. Con xe này đô mới có 2.000 cây thôi. Đó, 2.000 cây. Và sẽ bật luôn. Anh em ông Dương lại quay quay cái đồng hồ cho anh em xem đi. Sẵn là để máy cho anh em nghe luôn. Đây đó. Bây giờ Duy sẽ bật chìa khóa lên. Coi cái logo, cái màn hình nó đẹp như thế nào nha. Đó, cái logo Ducati hiện ra. Trời ơi, nhìn con xe này quá chuyên nghiệp luôn đúng không? Con xe này chỉ có 2.800 cây thôi. Bây giờ Duy sẽ nổ máy cho mọi người nghe cái âm thanh của cái bô này nha. Phơi lắm, phơi lắm. Nói giống như là chất kích thích vậy mọi người. Khi mà nghe cái âm thanh của mô tô và nẹt lên, và ngay con V4 nữa chứ, máy V4, máy Ghibli nữa, thì nó luôn tạo cho mình cái phấn khích. Nó giống như là nó oxy nó lên não nhiều hơn, máu nó bơm nhiều hơn á. Cảm giác nó thoải mái mà nó kiểu giống như người nó cũng sung sung lên mọi người. Thì đó, thì anh em nào có thích V4 thì qua gì ha. Thì còn tới mấy con là anh em lựa chọn, tha hồ mà lựa chọn. À đây, trên đây thì có còn vàng mắm nha mọi người. Đó, vàng mắm thì còn rất là nhiều luôn. Anh em nào cái dòng này là dòng của Hyper 950, Hyper 821, 939 thì gắn được nha. Này mâm của S1000GG nè, là BM cá mọc nè, BM cá voi chế thớt lại vào cũng được nè. Cái này của CBR mà mâm này là mâm ma nhê nha, mâm của trường đua nên rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Rồi tới đây là cũng là mâm S1000, mâm đó là mâm gắn S1000 cũng được, gắn G1 cũng được, rất là đẹp luôn. Thì anh em nào có thích thì cũng qua đây đi sẽ có hết cho anh em. Đây cái cặp mâm mà anh em đang được thấy đó là cặp mâm Machesi này dành cho V4 và V4S. Đó. Thì cặp đó nếu mà anh em mua V4 thì gắn thêm cái cặp đó nó là hết bài. Quá đẹp, quá xuất sắc. Vì rất thích cái mâm 7 cây của Machesi này. Vì cái cánh, cái thiết kế, cái cánh, cái mâm của nó, cái cây mâm của nó nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Nhìn giống như xe trong xe đua vậy đó. Rồi ok, kế bên. Và kế tiếp là cái con xe là L1 đời 2021. Xe này đăng ký 2022. Con xe này là con xe thanh lý hải quan nha mọi người. Thì anh em mua con xe này sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều so với cái con xe hải quan chính ngạch. Đó, còn rất là mới luôn, mới chỉ có 1.700 cây thôi. Rất là mới luôn nha. Trời ơi, mua xe mới thì mình thì gì cũng có luôn. Đó, bên đây, nhưng mà mua xe này thì sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đây, kế bên đây thì còn cái thùng luôn. Anh em nào mà thích chở nguyên cái thùng này về tới nhà thì Duy sẽ chở tới nhà luôn, cho anh em mở từng con ốc của cái thùng ra để dắt con xe ra. Cái cảm giác nó thật là, thật sự là nó không thể nào mua được nếu mà anh em phải có tiền mới mua được nha mọi người. Yes, 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 yes. Rồi ok, để này em đọc một thùng. Anh em nào thích thì qua đây Duy sẽ giải quyết cho anh em luôn. Trời ơi. Rồi thôi, bây giờ mình nói sâu sâu cái con xe này chút xíu cho mọi người ha. Thì con xe này Duy đã có trang bị là kính gió nè, cái bộ AK của đời 2020 luôn nha. Còn rất là keng, kể cả co chữ Y AK luôn. Trời ơi, rất là mới luôn. Đó, anh em mua con xe này sẽ tiết kiệm rất là nhiều luôn nha. Rồi sẵn đây thì Duy sẽ đề máy cho mọi người xem. Bật lên thì anh em sẽ thấy cái đèn LED ở trước nhìn rất là ngầu luôn. Con xe này Duy thấy thiết kế con xe L1 2020 nó nhìn nó ngầu hơn so với cái đời cũ nha mọi người. Lúc đầu thì Duy cảm thấy nó rất là bình thường, nhưng mà lúc sau thì cảm thấy nó ngầu lắm. Nhìn nó phơi hơn rất là nhiều. Và đặc biệt con xe L1 này nó được tinh chỉnh lại và cải thiện lại rất là nhiều so với cái đời cũ. Nên cái cảm giác lái của con L1 đời 2020-2021 này nó thật sự nó quá là tuyệt vời luôn. Về cái cảm giác lái nè, về cái độ an toàn nè,
kể cả cảm giác cho cái người lái, kể cả những cái cung đường chạy nhanh hay là vào những góc cua, thì con xe nó đáp ứng tuyệt đối cho anh em chạy xe chuyên nghiệp luôn. Nói thật sự, vì con xe này Duy đã trải nghiệm rất là nhiều, nên là Duy tự tin vào điều đó, những cái điều mà Duy đang nói cho mọi người nghe. Con R1 là một trong những dòng xe mà đáng để mua nhất cái đời 2020 nha mọi người. 2022 nó cũng là đáng để mua nhất. Vì con xe này giá mới thì tầm khoảng 800 mấy. Đó, cũ thì 700, 700 mấy thôi. Nhưng mà hiện tại mà Duy thấy những cái dòng sport bike ở Việt Nam bây giờ toàn là, nếu mà dòng cao cấp á, thì cũng cỡ tỷ, tỷ trên không à. Thì con này thật sự là một trong những cái lựa chọn mà Duy cảm thấy nó là ngon nhất. Rồi, ok, bây giờ Duy sẽ đề máy cho mọi người nghe cái con R1 này ha. Con này nổ cũng phê lắm. Phải ha. Cái tiếng của con R1 á mọi người thì nó sẽ khác chút xíu so với V4, nhưng mà nó cũng hao hao là giống nhau nha. Cái máy này là máy Rodland, còn máy kia là máy V4. Thì nó chỉ cũng khác nhau chút xíu, nhưng mà nó cũng có một cái điểm nào cũng giống giống nhau. Nói vừa vốn quá. Rồi, kế tiếp thì Duy xin giới thiệu mọi người, đây là con ZX10 2021. Đây là con xe thật sự là nó hot ở năm 2021. Anh em khi mà thấy con xe này thì anh em nghĩ đến là cái vụ cướp ngân hàng ở ngoài Bắc đúng không? Đây, nó làm PR cho con xe này nổi hơn nữa. Con xe đời 2021 ZX10 thì nó thay đổi hoàn toàn về cái kiểu dáng, về cái mẫu mã. Đó, thì cái con này thật sự Duy cảm thấy lên xe ngồi là cái cảm giác nó sẽ cảm giác nó hơi chồm hơn chút xíu. Cái nó cảm giác giống như là cái form của nó là nó thiên về tốc độ hơn, nó thiên về để chạy đua chuyên nghiệp hơn. Nó sẽ chồm hơn, hay là nó cái gác chân nó sẽ cao hơn, và thật sự nó cảm giác rất là đã luôn. Đó, con xe này thì mẫu mã khác nhưng mà cặp mâm vẫn là mâm 3 cây nha. Con xe này thì nếu mà anh em mua mới đập thùng thì đâu đó khoảng ga giấy luôn tầm khoảng 750. Thì khi mà con này mà Duy đang bán thì tiết kiệm hơn khoảng gần 100 triệu. Mà con xe này chạy mới mấy chục cây thôi nha. Mới chỉ có mấy chục cây thôi. Đó, để coi trong đồng hồ này bao nhiêu cây. Ông Dương quay qua quay cái đồng hồ cho anh em xem luôn. Rồi, rồi bắt đầu quay nè nha, quay cho anh em xem nha. Thấy không, thấy không? Ok. Đó, cái là cái logo của H2 nha mọi người. Đó, sản phẩm cao cấp của Kawa. 65 cây nha. Hồi lúc đó là Duy lấy chỉ có 40 cây thôi, chứ dạy vòng vòng trải nghiệm thì được lên 25 cây nữa. Bây giờ Duy sẽ đề máy cho mọi người nghe. Cái con xe này rất là êm luôn. Con xe này được lên cái đời mới thì nó đã cái ống ga điện tử luôn, ở trên điện tử luôn. Cái máy hú nghe nó cũng thật sự nó cũng rất là kích thích, rất là phê luôn. À, thì anh em nào có thích thì ghé qua Nino Moto chiêm ngưỡng và đem rước em máy về. À đấy, cái bên là có con Hayabusa nha anh em, thần gió một thời, đình đám một thời luôn nha. Đó, thì anh em nào qua đây xúc con xe này về giá rất là rẻ luôn, bằng một con SH thôi, quá rẻ. Mà xe này còn rất là ken luôn, nguyên bản luôn. Odo thì mới hai mấy 30 ngàn cây thôi, nhưng mà xe cực kỳ chất, chuẩn Odo. Và
con xe rất là đẹp luôn. Hiện tại mà thị trường bây giờ anh em tìm những cái con xe giống như vậy rất là khó nha, nói thiệt hứa luôn, rất là khó. Con xe này đời 22 chỉ bằng con Z1000 2015 là anh em đã sở hữu được con Hayabusa thần gió, quá đã. Chạy hơn 3 xị 1300cc, nó vẫn là có một cái nét nào đặc biệt của nó, cũng nhìn rất là đẹp nha mọi người. Rồi kế bên, kế bên là còn con CB500X, là phù hợp cho những anh em nào thích đi phượt, đi xa, chở theo bạn gái, vợ con gì đó đi sẽ nó sẽ phơi hơn. Thì con này vừa tiết kiệm xăng mà lái nó cũng dễ dàng, và thật sự thì nó sinh ra là để đi xa đi phượt, dòng ADB ấy, mọi người. Đó, xe này cũng giá cũng rất là tốt luôn, anh em nào cần thì cứ alo. Rồi kế bên Z300, à, trời ơi, bằng SH Việt Nam đời 27-28 thôi là anh em sở hữu được một con Z300. Rồi kế bên đây là con Ninja Z10 bản kỷ niệm 30 năm, đó, đời 2015. Trời ơi, quá đẹp, 20.000 cây. Và Duy còn một con xe 7.000 cây nữa nha mọi người. Đó, rồi kế bên đây, con này là con Multi mọi người. Con này là con Multi Chada, là cái dòng đỉnh cao của dòng chuyên đi phượt, đỉnh cao của Ducati. Multi Chada bản S1260. Rất là đặc biệt nha anh em. Con xe nào, con xe này thì nó thiên về con này với con GSA thì so sánh với nhau thì con này thì nó sẽ không êm ái bằng GSA, nhưng mà nó được mang lại cái cảm giác người lái nó sẽ nhiều hơn so với con GS nha mọi người. GS của BMW á, con này luôn lúc nào nó tạo cho cái người lái cảm giác lúc nào cũng phấn khích. Nó cảm giác nó phê lắm. Rồi ok. Kế bên cũng dích 300 luôn. Đó. Bên gì rất là đa dạng dòng luôn mọi người. Kế bên trong đó là con CB650 của Honda, là một trong những dòng xe hot nhất hiện nay và bán chạy nhất hiện nay nha mọi người. Rồi cái bên thì Duy vẫn còn một con con cá mập con da Z, là thuộc dạng xe cũng phải nói là nó đang là giá là đội trên trời luôn, nó gấp 10 lần so với nước ngoài mọi người. Đó. Thì nếu anh em có thích thì alo cho Duy. Xe này là thanh lý hải quan, odo chỉ có mới có 7.000 cây thôi mà đã vô cho con xe là 5 món ăn chơi. Đó, ăn con xe này về là anh em cứ chạy thôi, rất là đã, vì nó đã lên đồ hết rồi. Anh em về chạy trải nghiệm nó sướng hơn so với xe zin rất là nhiều nha. Rồi kế bên đây, xin giới thiệu mọi người, đây là con SH300i đời 2019-2020. Xe này là bản có chữ T, có báo nhiệt, và odo thì chỉ có mới có khoảng 10.000 cây thôi. Đó, giá cũng rất là hợp lý luôn. Xe siêu keng, siêu đẹp, biển số Sài Gòn. Anh em, cái mẫu này á là cái mẫu xe ý hết, hoàn toàn xe ý hết. Cái mẫu mới thật sự là nhiều người thích mẫu mới, nhiều người thích mẫu cũ. Thì Duy lúc đầu Duy thích mẫu mới mà thời gian nhìn lại vẫn thích cái mẫu này mọi người. Lạ vậy á. Mẫu này nhìn nó cũng hay hơn nhiều, và giá con này nó cũng cao hơn so với là SH 350 Việt Nam nha mọi người, cao hơn. Đó. Đây là lựa chọn cho những anh em nào thích đi phố, đi vòng chơi đó. Và ngoài ra thì cái tiệm bên chi nhánh 2 Duy cũng còn khoảng mười mấy xe, 20 xe mọi người. Thì để xem hồi nãy Duy có cái bản danh sách, không biết Duy để đâu ta. Đây. Thì ở bên chi nhánh kia thì Duy vẫn còn là con F800 nè, BMW S800R, BMW F1000GG đời 2017 xe Đức, và XSR, ở lộn, BMW F1000 XR Carbon, đó, full Carbon luôn, đồ chơi rất là nhiều. Đó, rồi có luôn con XSR, ở con lộn, BMW F1000 XR màu đỏ đời 2016 xe Đức. Đó, rồi thêm là Duy còn con Ducati Ramler đời 2015 nè, xe vẫn rất là keng ở ngoài kia. Đó. Rồi con Ducati Ramler màu đen full total 2018.
Rồi con gì nữa ta? 959. Xe chạy 6.000 cây thôi, trời ơi, còn rất là mới luôn. CBR3GGGGGGSB. Đó, quá trời chữ G luôn, chỉ còn 2 chiếc. Đó. CBR đời 2019 bản thường. Đó. Trời ơi, nhiều quá. CB1000 neo. Rồi Z800. Rồi Z1000 bản G. Rồi Z800 màu trắng đen và màu đen xanh. Đó, còn rất là nhiều luôn. Rồi con gì nữa ta? Z10 thì mình còn 2 chiếc đời 2015. Z900 GS có luôn. Rồi con Suzuki S1000 màu xám đời 2015, xe rất là keng. Rồi L1 đời 2016 bản kỷ niệm. Con MV Arutha Butale 1050. Đó, MT10. Rồi thì sơ sơ như đó, nếu mà anh em nào mà có nhu cầu về xe thì cứ alo cho Duy nha. Thì qua đây thì Duy có rất là nhiều xe, kể cả mua hoặc bán gì cũng có hết, và luôn bảo hành và có luôn cái service cho anh em chơi. Anh em cứ an tâm về cứ về việc là chơi thôi, mọi còn cái việc còn lại là để Duy lo. Ok mọi người, thì Duy đã làm xong cái clip cập nhật những con xe bên Duy. Thì nếu anh em cảm thấy thích hoặc là muốn comment bên dưới thích về cái chủ đề nào á, thì cứ comment dưới, gì sẽ cảm thấy hợp lý, gì sẽ làm cho mọi người xem. Rồi ok, bye bye mọi người nha.